Quang Ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Hiện tại giờ Duy Minh có tại nơi đây. Cái gì vậy? Chú gì chú gì? Chú gì đấy? Ok ha, để thông báo cái thông tin này coi. Cái bản này cái là cái bản gì đây quý cô chú anh chị ơi. Đang làm gì đây ha? Cái bản thông báo quý chú chị ơi. Bản thông báo của mình Hà Viên ha. Ủa cái hình đẹp dữ hả? Có cái hình của chú Vũ Linh luôn nè. Một phần nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nè quý chú chị. Ồ đẹp ha. Biển quá đẹp luôn. Nè. Kính mời quý thân hữu và gia đình nghệ sĩ Vũ Linh đến dự đại lễ Vũ Linh. Đến dự đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2023 Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương vào lúc 7 giờ thứ ba ngày 29 tháng 8 năm 2023 nhằm ngày 14 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão. Chương trình đại lễ nè, buổi sáng thăng viếng mộ, thắp hương mộ phần người đã khuất cùng khách hành hương, quảng cảnh tham quan, chiêm bái các công trình văn hóa tâm linh, tham gia cùng đoàn nghi lễ của các là thượng tọa, hòa thượng, đại đức diễu hành đến các công trình tâm linh và từ ngũ hành sơn lên linh hoa tại đàn chuẩn bị làm lễ Vu Lan. Lễ chính thức buổi trưa mời quý khách dùng bữa chay. Ồ, có mời dùng bữa chay nữa ha. Đó. Địa điểm nè, rước khách nè, thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng chi nhánh nè, số 99 Điện Biên Phủ. Đó, quý chú anh chị, phường 15 quận Bình Thạnh. Số điện thoại nè, số hotline cũng có nữa nè quý chú anh chị. Bình Dương văn phòng công ty nè, số 7 Ngô Quang Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một nè, số điện thoại luôn. Đó, đây là những khu mộ nghệ sĩ nè quý cô chú anh chị. Thì mấy anh đang làm heo quý cô chú anh chị. Khi mà anh là làm hoàn thành hết đó, nó sẽ rất là đẹp luôn. Bây giờ thì đang trong quá trình đang làm cho nên là nó còn hơi nhăn nhó ha. Ở đây nè. Chú Tường đang xuống kiểm tra heo quý chú anh chị. Anh Tường. Anh Tường chứ không phải chú. Rồi ông kìa. Phần mộ của ông Hoàng Cải Lương phường cổ mang đây là quan trọng nào quý chú chị. Đó, đây là cái hình ảnh hai chú rồng hai bên rất đẹp ha. Và cái mộ của chú tuyệt vời ha. Đó, đây là cái hình mà thumbnail mà Duy Minh hay để á quý chú chị. Mới chụp nãy. Ngày hôm qua có mấy cái lon đó kìa của cái chị Phương á. Đúng rồi. Vậy anh này anh dùng cái biện pháp xóa nền hay quá ta. Xóa cái dù mất tiêu luôn. Không, đó là chiều qua chú. Đâu thấu dù hồi nãy thấu dù. Ngày hôm qua. Cái này là chụp chiều ngày hôm qua. Ngày hôm qua là có tháo dù. Ngày hôm qua không tháo, hồi nãy có tháo. Tháo là để lo qua đây cao. Không, cái này là chụp ngày hôm qua nhưng mà dùng cái biện pháp là xóa nền. Xóa nền quá đáng cấp. Anh em mình xóa chưa có sợ xóa mất tiêu cái bàn thờ luôn á. Thiệt mà. Không, là đó là nói về thủ thuật để làm bên kỹ thuật. Mở bây giờ hotline của chú hay gì. Nè quý của chú vậy, một phần nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vào ngày 23 tháng 5, ngôi nhà mới của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã được hoàn thành tại Hoa Viên Bình Dương. Gia đình và rất đông khán giả đã đến viếng phần mộ phần mộ của ông được thiết kế rất riêng, mang tính nghệ thuật và mỹ thuật cao. Phần mộ của ông Hoàng Cải Lương tuồng cổ mang dáng dấp của những chi tiết quen thuộc với người nghệ sĩ đờn ca tài tử. Bia mộ được chạm khắc dựa trên ý tưởng của một chiếc mão
trong các trang phục biểu diễn thường thấy của nghệ sĩ ưu tú Linh. Mộ phần tại khu nghệ sĩ được thiết kế cách điệu bằng là những là ý tưởng thăng hoa mô phỏng tính cách, cuộc đời, sự nghiệp của những con người nổi tiếng và được giới mộ điệu vô cùng yêu mến. Đó. Bên đây có chữ là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất ngày 6 tháng 3 năm 2023 và được an táng tại khu mộ nghệ sĩ Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương, quý chú chị. Đó, quý chú chị ơi, đây là một cái thông báo rất là tuyệt vời khi mà bên Hoa Viên người ta làm những cái bản này chuẩn bị đón lễ ha quý chú quý anh chị. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Còn thì video đến đây thì để mình cũng cập nhật tới đây và đi vô bên mộ bên trong của chú ha, cập nhật tiếp cho bà con cô bác ha. Thì bà con cô bác gì cái này bị sai số tính rồi nè, sai số rồi. Sao? 5 tháng 3, ngày 5 tháng 3 đúng chứ. Ngày sĩ ưu tú lên mất ngày 6 tháng 3 hả? Đúng rồi, ngày 5 tháng 3 chứ. Ngày 5 tháng 3 mà. Sai số, sai số. Có lẽ là sẽ sửa lại á. Nó sẽ sửa ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch. Ngày nào cũng đọc hết, nó biết. Đó. Dán lại thôi ha, có sự hơi sai tí xíu, sai số nhẹ. Để Duy Minh đi vào bên trong ha, tiếp tục cho bà con cô bác xem. Đây là một cái thông báo rất là tuyệt vời ha quý chú vị. Đi vô bên trong ha, giờ mình tạm ngưng ở đây hả? Đây là những cái tin vui động thái đầu tiên mà. Đúng rồi, còn đã nói em rồi, còn nhiều cái mà tin vui nữa mà từ từ mình sẽ thông báo cho bà con cô bác cùng xem ha. Tại vì cậu Năm là một rất là lớn, đó là bà con cô bác ha. Đi vào bên trong ha quý cô chú anh chị. Vâng, quý cô chú anh chị ơi, thì có một người chị mặc đồ gáp. Ủa, chào chị. Hai chị mặc đồ gáp hả? Chị dây gáp hả? Sao chị mặc đồ gáp vậy? Hả? Lấy hên ha. Thế là sao chị mặc đồ gáp, chị gáp hay sao nè? Chị gáp hả? Dạ. Yeah. Ồ. Mặc đồ gáp vô thỉnh lộc của chú ha. Dạ. Yeah. Rồi. Dạ. Yeah. Chị từ đâu đến chị? Tây Ninh hả? À, Tây Ninh. Rồi bắt gáp từ Tây Ninh xuống đây luôn. Gì hả? Dạ. Yeah. Dạ. Giái ổng cho ông độ ha chị. Dạ. Dạ. Không á, chị để vô đây đi chị. Để vô đây luôn, vô bụng á là nó hết nó gớt à. Dạ. Em chào chị nha. Chúc hai chị nhiều sức khỏe nha, đi đường thường lộ bình an nha. Rồi, quý chú chị ơi. Thì giờ mình cũng đi lên đây cập nhật cho bà con cô bác ha. Đây nè. Đó, để lời đây chia sẻ cho bà con cô bác. Hình như là cái khâu chuẩn bị rất là tôm tắt ha quý cô chú chị nè, có cả là quét dọn sạch sẽ hết ha quý cô chú chị. Có lót lót cỏ nhân tạo luôn ha. Đó. Có anh thấy đặc biệt đó, lót cỏ nhân tạo luôn nè, sạch ha. Quạt thì hai cây, hai quạt to không á, mình đi vô trong đi. Gì hả? Ừ. Cuối của chương trình. Bên này cũng có du khách đến. Không, quý chương trình. Đây là bà con cô bác, ơi nhìn đi, nó rất là tôm tắt luôn, sạch đẹp luôn ha quý của chương trình. Đó. Ồ, cô đó phải lao lại nữa kìa. Đó. Ồ, có quạt gió luôn ha quý anh chị nè. Gió hai cây luôn nha.
Nói chung là cái khâu công tác chuẩn bị để là đưa tiện cụ ông Dương Quang Ngộ quý cô chú chị về đây là rất là tôm tắt, chuẩn bị rất là chu đáo ha quý cô chú chị. Kể cả ở bên cái thềm mộ của ông mà hiện tại bây giờ còn phải lao luôn á quý cô chú chị. Đó. Đó, cô này phải lao luôn nè. Sao? Ồ, vô dưới mộ cậu hả? Sao mình... Ồ, thấy vừa đậu xe rồi ha. Điện số 52 nè. Căng ha. Ông nó hơi căng ha, quý anh chị. Quay làm gì? Ồ, giờ ở ngoài đây thì mình không quay ha. Nhưng mà vô trong mộ mình phải quay giám sát ha, quý anh chị. Đúng rồi. Giám sát. Đây là cô bác khuyên anh em mình phải giám sát quý chú vị. Những người nào mà đến bình thường thì mình không mấy, nhưng mà khi mà không cho quay là mình cũng càng phải quay ha. Đó. Hai vị khách này cũng lạ ha, cũng hơi kỳ lạ đó. Ở ngoài kia cũng có khán giả vừa đi. Ôi chú chị, xe tan thì đi qua đi lại ha quý chú chị. Bây giờ đi ra quý chú chị. Đó, chùa vô đây thắp nén hương rồi đi ra rồi. Không sao ha, không có điều gì nguy hiểm. Có cái hơi lạ, hành động hơi lạ. Hành động hơi lạ ha. Tự nhiên anh thấy chùa xuống bước xe nó thôi. Mày quay tao gì mày, đúng không? Căng quá vậy. Đi xe hơi luôn ha quý anh chị. Đi xe hơi mà tao lộ quá. Nói chung là cái người ta nói á, lời nói không mất tiền mua, lừa lờ mình nói cho vừa lòng nhau, đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như mình không thích quay, em ơi đừng có quay anh, nhưng mà mình có thể là quay né ra xa, đúng không? Nhưng mà thời này bắt buộc là mấy anh em mình phải rất là nhạy cảm, cho nên mấy anh em mình phải quay. Và con cô bác luôn luôn lúc nào cũng là kiểu như là phải kêu mấy anh em mình phải giám sát, đúng không? Thì cái lúc này nó rất là nhạy cảm luôn quý chú vị. Thì khi mình quay nhầm phải hình sự đó gì. Nhưng mà hơi căng ha. Hình sự cũng phải quay quý chú chị, đúng không? Hình sự người ta thì hình sự thì làm việc của hình sự, còn mình thì làm việc của mình thôi. Mình đưa cái thông tin nó chính xác thôi ha. YouTuber là đưa thông tin đó cho mọi người trong ngoài nước được xem đó. Mọi người xem có cái điều gì mà thấy nó lạ lạ thì có thể là gửi tin nhắn hoặc là những cái bình luận cho là anh em biết đó. Đúng rồi, tháo dù qua, nhưng mà mấy anh em mình không kịp về để cập nhật, tưởng là tháo luôn rồi quý cô chú chị. Nhưng mà tháo để như quay phim từ trên cao. Quay lại cam. Quay lại cam. Nhưng mà cũng may là để lỡ. Không sao. Đó quý cô chú chị. Nói chung một buổi chiều nay thì chị Thanh Loan cũng vừa về luôn rồi quý cô chú chị. Thì video đến đây thì nói chung là Duy Minh cũng cập nhật ngắn thôi quý chú chị ơi. Ở đây này, đây nè. Chùa chú Hoa Viên vừa đến luôn ha. Mình quản lý Hoa Viên cũng vừa đến luôn. Đó. Đó, chỉ là mộ của chú lên đây. Ai đi ngang đây Duy Minh để ý cũng đều hỏi là mộ chú Linh đâu hết trơn quý chú chị. Nó thật sự luôn. Ai cũng để ý hết.
Đây là những ồ chú rồng bữa nay là quá trời bông màu chú gì ơi. Bông quá quá đẹp rồi. Đó. Bông là xum xơi luôn ha. Rất là tuyệt vời hai chú rồng này luôn. Chú rồng này là số 1 luôn nghe quý cô chú anh chị. Hai chú rồng số 1. Đó. Còn những cái đèn này quý chú gì. Ủa mình đốt đèn không đi anh? Ấy rồi, đưa đây em đốt cho. Nó quẹt đâu. Đốt con đi cho nó ấm cúng thôi, trời đang mưa mới mua mà. Đó, đốt cho cháy cho hết luôn cái chiều cái mình thay cái mớ luôn à. Đó. Cái này trời mưa nãy mà nó tắt đúng không? Nó cô chú vậy. Trời mưa tắt bây giờ mấy anh em đốt lên. Cứ tắt là đốt quý cô chú vậy. Đây. Quan thiệu video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc video tại đây ha quý cô chú anh chị. À, quên nữa à, có chị Tiên đến luôn ha quý cô chú anh chị. À, bà con cô bác xem video thì cũng nhớ cho Duy Minh một like, một bình luận và đăng ký ha quý cô chú anh chị để ủng hộ kênh YouTube của Duy Minh, là có động lực để chia sẻ cho bà con cô bác tại đây ha. Đó. Muốn ho muốn bệnh rồi đó quý cô chú anh chị, cố gắng chia sẻ cho bà con cô bác á, con nhớ like Duy Minh, ủng hộ Duy Minh ha. Bây giờ thì Duy Minh cũng hết nói nổi rồi quý cô chú anh chị ơi, Duy Minh xin chào bà con ha.